Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với mọi người một căn nhà xây dựng độc lập ở ngõ 34 Vũ Văn Cẩn, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư gửi bán duy nhất một căn xây dựng độc lập với cái diện tích xây dựng là 32m² trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, mặt tiền của ngôi nhà là 3,75m, giá chào bán 2.930.000.000 cả nhà nhé. Ngõ trước nhà là 3m, tuy nhiên thì có một số cái khúc cách xa xa nhà thì có tầm 2m thôi, nhưng duy nhất cái trước cái cửa nhà mà em giới thiệu thì là 3m, cách trục đường chính Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài là 200m thôi cả nhà nhá. Xung quanh cái vị trí của căn nhà này rất là nhiều tiện ích, đặc biệt là rất là gần cái chợ cây xanh của phường Vạn Phúc mọi người nhá. Thì hôm nay đây chính là cái căn nhà này đây mọi người ơi, xây dựng độc lập rất là chắc chắn và kiên cố. Giá bán của cái khu vực này thì rất là hợp lý, 2.930.000.000 thôi. Đó, đây chính là phía cửa chính của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà thì 3,75m, rất là rộng. Được thiết kế là hai lớp cửa, cửa ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện mọi người ạ. Được thiết kế là một lớp thôi, em xin lỗi. Và đây, mặt ngoài của ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà thì đã được ốp gạch 60-60 granite rồi nhá mọi người nhá. Màu đen, đây này. Đấy, mời mọi người hướng vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía phòng khách của căn nhà mọi người nhé. Cái căn nhà này thì đã hoàn thiện gần như 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Hệ thống đèn led, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, màu sơn cũng như là gạch đều đã được thiết kế xong đầy đủ hết rồi cả nhà nhé. Chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với cái căn nhà này thì giấy tờ pháp lý đầy đủ hết, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, hồ sơ thiết kế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, và đặc biệt là bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng mua cái căn này mọi người nhé. Mời mọi người hướng vào phía cái căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em đây. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà, được thiết kế hình chữ L rất là hợp lý và được sơn màu trắng. Màu trắng tinh cả nhà, rất là trẻ trung. Đấy, màu sắc rất là tinh tế đúng không cả nhà? Đấy, gạch được lát đá granite, ốp đá granite. Mặt bếp này mọi người ơi, màu đen. Và sử dụng kính cường lực Hải Long mọi người nhá, kính ốp bếp. Đó, màu sắc rất là nhã nhặn. Cái tầng 1 của ngôi nhà thì là được thiết kế một nhà vệ sinh, đầy đủ bồn cầu, lavabo, vòi rửa. Trong nhà vệ sinh của tầng 1 thì là được ốp gạch 30-60 lên trên tận là trần mọi người nhé. Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà để xem là được thiết kế như thế nào với cái diện tích 32m². Toàn bộ tay vịn cầu thang thì được làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Đây này, mặt bậc cổ bậc thì là được lát đá xanh bình định mọi người ạ. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh mọi người nhá. Đây chính là phía phòng vệ sinh của ngôi nhà. Khi vừa bước chân lên tới phía cầu thang thì có nhà vệ sinh đây rồi. Nhà vệ sinh của cái căn nhà này là được thiết kế một bình nóng lạnh, cũng như là đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo, sen tắm, gương, hệ thống nước sạch quận Hà Đông cả nhà nhá, đầy đủ. Công tơ điện nước đã được đầy đủ rồi mọi người. Nói chung là với cái căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Mà mọi người hướng vào phía căn phòng ngủ cùng em Ánh nhá. Đây chính là phía phòng ngủ của cái ngôi nhà này, rất là rộng. Cái diện tích cái phòng ngủ ngôi nhà này nó rơi khoảng tầm 20m cả nhà, khá là rộng luôn. Đây chính là phần cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, hướng ra phía mặt ngõ, nên là cái mặt này nó sẽ là thoáng vĩnh viễn mọi người nhá. Cửa thì là hai lớp, lớp ngoài là nhôm Việt Pháp đây. Bên trong là còn cái sắt sơn tĩnh điện, nhưng mà bên em chưa lắp lên nữa thôi. Đó, đầy đủ về cái hệ thống dây chờ, ống chờ điều hòa mọi người nhá. Trên tầng 2 này là cũng được thiết kế
hệ thống trần thạch cao, đèn led tiết kiệm điện. Hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm kính mọi người ạ. Căn nhà xây độc lập, lập rất là hợp lý. Toàn bộ cái tông màu của cái ngôi nhà này được toàn bộ em thấy như cảm nhận của em là đều chủ nhà là theo màu trắng mọi người ạ. Sơn tường cũng màu trắng, rồi là gạch ốp lát cũng màu trắng, tạo nên một cái không gian rất là thoáng, rất là rộng. Mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em ánh. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như là tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Cái căn nhà này thực sự để mà nói, đi ra cái chợ cây cảnh của Vạn Phúc này nó chỉ rơi khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Rất là tiện, cách cái ngã tư Vạn Phúc khoảng tầm 300m. Đây chính là phía phòng vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà. Đó, chính là phía phòng vệ sinh tầng 3. Vệ sinh tầng 3 của cái căn nhà này là cũng được lắp một bình nóng lạnh, đầy đủ sen vòi thiết bị, bồn cầu liền khối, lavabo, gương tắm mọi người nhé. Đó, phòng ngủ ở trên tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng hai lớp cửa, phòng cũng rất là rộng, khoảng tầm 20m mọi người ạ. Vô cùng rộng, rất là hợp lý. Vị trí của căn nhà thì rất là gần trung tâm. Như vị trí của cái căn nhà này mà đi ra phố Lụa Vạn Phúc thì nó chỉ rơi khoảng tầm 150m thôi mọi người nhá. Rất là gần. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi lên loanh quanh khu vực trung tâm ở phía trên Hà Nội cũng rất là gần. Sau đây em Ánh xin mời mọi người lên hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 4 của ngôi nhà thì là được thiết kế một khu phòng thờ, một khu sân phơi và thêm một phòng ngủ nữa cả nhà. Đây, theo như suy đoán của em thì cái khu vực nho nhỏ này để làm phòng thờ mọi người ạ. Đó, đây, khu vực này là để thiết kế phòng thờ, được ốp gạch 60-60 vân gỗ. Mời mọi người hướng tiếp vào cái căn phòng bên trong. Ở cái căn nhà này thì là có cái giếng trời đây mọi người nhé, để lấy ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực cầu thang phía bên dưới. Đó, rất là sáng mọi người ạ. Đấy, có một phòng ngủ nữa đây ạ. Và xin mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà. Vị trí của căn nhà đây mọi người có thể nhìn xung quanh. Rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều tòa chung cư cũng như là dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Em Ánh gần như đã nói sơ qua về vị trí căn nhà cũng như là giới thiệu với mọi người cái căn nhà này từ tầng 1 lên trên tầng 4. Mọi người xem video của em thì đều có thể cảm nhận được là cái ngôi nhà này được thiết kế như thế nào, ra làm sao. Thì nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin hơn nữa, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà cũng như là muốn thu xếp đi xem nhà thì vui lòng gọi điện cho em Ánh nhé, theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì nhớ bấm like video để ủng hộ cho em, cũng như là đăng ký kênh, nhớ ấn vào chuông nhá, để có thể là những người vị khách đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.